Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại kênh của mình. Xin chào tất cả các anh em đam mê nỏ bắn bi, súng ná cao su. Hôm nay mình review một cái cây nỏ bắn bi mọi người. Cây này lắp ống thép đốt rọc rãnh lỗ 8.05mm. Đây là cây hoàn thành nha anh em. Thì hiện tại thì anh em để ý nhìn là cái bàn với lại cái bá thì nó cùng màu. Nên là anh em mình sẽ quay sát lại cho anh em xem nhé. Đó, rất là sắc nét ha. Thực ra thì đây là một ông anh khách hàng của bên mình mua ống thép đúc rọc rãnh gửi cho mình. Thì đây không phải là tác phẩm mà mình làm ra nhưng mà mình thấy rất là ok, làm rất chi tiết sắc nét. Ở đây thì mình thấy cái dây kéo của nó là không phải là dây cáp anh em. Mà anh này ảnh làm đầu ruồi nè và cánh tre nè. Và dây là một sợi dây hình như dây dù đánh lại sao. Và một cái trục chạy ở trong. Cái này làm như cái một cái miếng thép thôi chứ không phải cái trục. Và đây là hình ảnh sau khi mà tháo hai con ốc ở cái bản lề để gấp hai cái cánh lại đó mọi người. Bật mí với anh em là anh tác giả của cái cây này là anh Tuấn Trần. Thì anh có cái kênh YouTube là Săn Bắt Công Nghệ nha anh em. Anh em có thể tìm hiểu thêm ở kênh bên đó ha. Và đây quay chi tiết hơn về cái bộ phận cò. Bộ phận mà ráp vào cái bán đó mọi người. Đây ở cái chỗ này, ở cái điểm này thì theo ý của ảnh là có thể lắp được cái kính chẳng hạn như kính bích neo Discovery chẳng hạn. Và bây giờ là đến phần mong chờ nhất của anh em, đó là phần test thử cây này như thế nào ha. Rồi bắn phát thứ nhất nha anh em. Rồi rất chuẩn luôn. Đấy, anh em thấy có mấy cái bong bóng đó, ở đó ha. Phát thứ hai nha. Rồi cái này thì tuy có mấy mét thôi nhưng mà anh em cũng thấy được là rất là chuẩn nha. Kể cả là xa hơn thì nó cũng vậy thôi. Tiếp theo phát thứ ba nha. Rồi ok, rất là chuẩn luôn. Cái này thì cái cành nó dài tới 75 rồi nha anh em. Cây này dài tới 75 rồi nha anh em. We'll be right back.
Một lần nữa rất cảm ơn anh Tuấn Trần kênh Săn Bắt Công Nghệ đã cho cái video, và em muốn chia sẻ cái video này đến tất cả mọi người ở trên kênh của em. Hy vọng mọi người xem video cảm thấy thú vị và hãy cho chủ nọ một like nhé. Và bình luận những cái nhận xét ở bên dưới. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ em. Và em xin thông báo như thế này, có rất là nhiều anh em là đã chế được và chơi rất ok và quay lại mua hàng bên em rất nhiều lần. Nhưng mà bên em thì chuyên bán ống thép đúc độc rãnh thôi, bên em không bán nguyên cây anh em nhé. Và một số cái như là còn ngã này, rồi cánh sợi thủy tinh này, rồi bản lề này, để anh em có thể vào trang web ở dưới phần bình luận để xem những cái phụ kiện nhỏ nhỏ đó ha. Ai mà có hình ảnh hoặc video thú vị có thể gửi cho em, thì em sẽ dành những phần quà. Em hay ở đây thì em có dành tặng cho anh Tuấn Trần một ký bi. Em đặt trực tiếp bên Shopee hoặc Lazada rồi em thanh toán tiền trước, rồi lấy địa chỉ của anh em để nó ship về cho anh em. Đó. Thì coi như đó cũng là một cái tri ân với em, với khách hàng, và tương tác giữa kênh em, chủ kênh với lại những người xem. Thì anh em nào mà có video hay thì cứ gửi cho em về nỏ hoặc ná cao su, bất cứ. Nếu em có sử dụng hình ảnh hoặc video của anh em làm lên video thì em sẽ phản hồi và xin địa chỉ và xin số điện thoại để gửi tặng anh em những phần quà, có thể là bi, có thể là một số cái khác. Thì em hy vọng là anh em ai chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để ủng hộ em và theo dõi những video hay ho tiếp theo về nỏ bắn bi sắt và súng nát cao su nha anh em. Em xin chào tất cả mọi người ở đây ha. Chúc mọi người một buổi tối an lành. Chúc tất cả các anh em dồi dào sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống nha. Bye bye.